Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự trưa hôm nay, ngoài các tin tức liên quan tới vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị, chúng tôi tới với quý vị ngay chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất liên quan tới cái cuộc khủng hoảng Ukraine, việc Putin quyết định tổ chức một cái cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Đó là một cái điều đã diễn ra. Tuy nhiên, một cái vấn đề quan trọng đó là vậy một cái hành động vi phạm luật pháp quốc tế, nước lớn nuốt nước nhỏ như Nga đã thực hiện với Ukraine, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về cái trật tự thế giới mới hiện nay? Và thưa quý vị, theo giới phân tích, nó là một cái phép thử cho Hoa Kỳ đối với hồ sơ Biển Đông, trong đó cũng liên quan tới chủ quyền của Việt Nam tại khu vực này. Và thưa quý vị, có một nội dung liên quan tới vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc về việc sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 không dạy chữ P. Và thực hư điều này nó ra sao, có thực sự là như vậy hay không? Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và Ukraine mà thực chất với góc nhìn quốc tế, hành động của Vladimir Putin ngăn cản Ukraine không cho gia nhập cộng đồng châu Âu cũng như khối liên minh Bắc Đại Tây Dương là một cái việc làm hết sức vô lý. Đó là lý do tại sao việc Nga tấn công Ukraine rõ ràng là một cái cuộc chiến tranh xâm lược phải lên án. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rõ nguyên nhân của cái cuộc chiến này xuất phát từ phía Nga muốn bảo vệ chủ quyền an ninh của họ trước sự đe dọa của phương Tây. Và một cái điều đáng kể đó là ban lãnh đạo Ukraine hiện nay họ quá đặt lòng tin vào cộng đồng châu Âu cũng như liên minh quân sự NATO, mà ông Zelensky, tổng thống Ukraine, nghĩ rằng NATO cũng như Hoa Kỳ sẽ ủng hộ và bảo vệ Ukraine đến cùng. Và thưa quý vị, kết quả sau 24 giờ khai chiến, khối NATO đã tuyên bố không điều quân đội tới Ukraine, bất chấp việc Nga tấn công Ukraine bằng cái cuộc không kích với lực lượng bộ binh, thậm chí sử dụng cả tên lửa hành trình. Và thưa quý vị, chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ, quân đội Nga đã có ở vùng ven thủ đô Kiev của Ukraine. Cách đây vài giờ, được biết quân đội Nga đang cách thủ đô Kiev khoảng 20 cây số. Và theo giới phân tích quốc tế, cũng như các nguồn tin tình báo cho hay, chiến dịch tấn công vào Ukraine của Nga có thể kết thúc trong 24 giờ tới và khả năng Nga sẽ dựng lên một cái chính phủ thân Nga. Một cái điều đáng kể thưa quý vị đó là chỉ trong vài tiếng đồng hồ, quân đội Nga đã chiếm được cái nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở miền Bắc Ukraine. Và thưa quý vị, việc các nhân viên cụ thể tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl đã bắt tháo chạy là một cái điều thực sự. Tuy nhiên, các cái thông tin trái chiều về cái việc được cho là binh lính Ukraine đầu hàng quân đội Liên Xô là những tin tức chúng tôi cho rằng chưa xác thực, và hai bên chưa đưa ra các thất thiệt hại về người và thiết bị quân sự ra sao. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một cái vấn đề phải nhắc tới, đó là những cái động thái ở eo biển Đài Loan có những cái sự khác thường. Theo Reuters cho hay, ngày 24 tháng 2 có 9 máy bay của Không quân Trung Quốc được cho là đã bay vào không phận phòng thủ của Đài Loan. Liệu Trung Quốc có tấn công Đài Loan hay không? Theo chúng tôi, không. Nếu Trung Quốc có đánh thì Trung Quốc sẽ đánh tấn công các đảo tiền tiêu của Việt Nam trên Biển Đông theo những dự báo trước đây nhiều hơn. Đó là lý do theo cựu đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, một cái nhà phân tích chính trị ngoại giao, đã nhắc nhở ban lãnh đạo Việt Nam Trung Quốc đã bắt tay về Nga để hình thành một cái trật tự thế giới mới. Đó là lý do lãnh đạo Việt Nam cũng như lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á phải cẩn thận với Trung Quốc. Thưa quý vị, phản ứng của Việt Nam về cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine, dù rằng ai cũng biết Hà Nội là cái đối tác thân cận nhất của Mạc Tư Hòa, song có những động thái cho thấy Hà Nội không đưa ra các bình luận bằng tính thực chất nào, mà chỉ nói trùng trùng kêu gọi Nga và Ukraine phải biết kiềm chế. Song có một điều đáng chú ý, đó là báo chí Việt Nam đưa tin rất chi tiết vào cái cuộc xung đột Nga và Ukraine. Và một cái điều đáng ngạc nhiên là
truyền thông nhà nước không đưa tin với thái độ thiên vị Nga như thông thường. Điều đó nó có liên quan đến cái mối quan hệ Việt-Mỹ, đặc biệt trong cái thời điểm mà Ngoại trưởng Kerry đang có mặt ở Việt Nam hay không? Và thưa quý vị, theo đánh giá của chúng tôi, Việt Nam đưa ra những cái bình luận mang tính trùng trùng kêu gọi hai bên kiềm chế là cái điều cần thiết. Bởi vì vào thời điểm này, nếu ban lãnh đạo Việt Nam họ tỏ ra ủng hộ Nga, thì không khác gì làm cái hành động người ta thừa nhận Trung Quốc có thể có quyền tấn công biển đảo Việt Nam. Và thưa quý vị, qua sự kiện Nga tấn công Ukraine và Hoa Kỳ cũng như NATO dừng dừng đứng nhìn là một cái bài học mà phải rút ra cho chúng ta. Đừng có ý thế vào các cái cường quốc để rồi làm càn như Ukraine hiện nay. Thưa quý vị, điều đó nó cho thấy chính sách ngoại giao đu dây của Việt Nam vẫn hữu hiệu cho đến thời điểm hiện nay. Và điều đó nó càng khẳng định nếu Việt Nam ngả sang Hoa Kỳ thì số phận của Việt Nam không khác gì số phận của Ukraine trong cái thời điểm hiện nay. Thưa quý vị, trước khi đi vào các cái nội dung bình luận chi tiết, có những cái tin tức liên quan mà chúng tôi thấy cần thiết phải giới thiệu với quý vị, đó là phiên tòa phúc thẩm đối với nhà hoạt động xã hội ông Trần Quốc Khánh, một ứng cử viên của Quốc hội Việt Nam, đã diễn ra vào 17 tháng 2 vừa qua. Được biết tại cái phiên phúc thẩm này, ông Trần Quốc Khánh không có luật sư bào chữa, cũng như chính quyền không cho người nhà và thân nhân vào tham dự phiên tòa. Và thưa quý vị, một cái kết quả đó là phiên tòa phúc thẩm đã y án đối với Trần Quốc Khánh bản án 6 năm rưỡi tù giam và 2 năm quản chế với cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho hay, phiên tòa diễn ra không có sự có mặt của luật sư bào chữa, dù rằng ông Trần Quốc Khánh có yêu cầu luật sư. Theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho hay, ông Trần Quốc Ân, em trai của ông Trần Quốc Khánh, nói với VOA, phiên phúc thẩm của anh Khánh không có luật sư bào chữa, họ không cho người nhà và thân nhân vào dự phiên tòa. Dù rằng anh Khánh đã làm đơn mời luật sư Lê Đình Việt, đơn này gửi tới tòa án và viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình, nhưng luật sư Lê Đình Việt cho biết hoàn toàn không nhận được thông báo cho phép. Theo luật sư Lê Đình Việt nói với VOA ngày 24 tháng 2 rằng ông chưa nhận được yêu cầu bào chữa, và ông cho biết ông chỉ được phép gặp mặt ông Khánh khoảng 2 phút vào cái lúc tòa nghỉ giải lao trước giờ tuyên án mà thôi. Như quý vị đã biết, nhiều hoạt động Trần Quốc Khánh là một người thường xuyên có các cái buổi live stream nói về tình hình chính trị Việt Nam. Và vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, ông Trần Quốc Khánh đã bị chính quyền tỉnh Ninh Bình bắt giam theo điều 117, tuyên truyền chống nhà nước. Theo giới phân tích, ông Khánh đã bị bắt với lý do ông Khánh đã làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội với tư cách một ứng cử viên độc lập cho kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 vào tháng 5 năm 2021. Và thưa quý vị, được biết tại cái phiên tòa phúc thẩm, ông Trần Quốc Khánh không nhận tội và không xin giảm án. Trong cái lời nói cuối cùng của ông Trần Quốc Khánh trước tòa, khẳng định phiên tòa phúc thẩm của tòa án Ninh Bình xét xử ông là không hợp lệ, không hợp pháp, không đúng với pháp luật Việt Nam. Và thưa quý vị, một cái bản án 6 năm rưỡi tù giam và 2 năm quản chế đã được áp đặt không hề thay đổi so với cái phiên tòa sơ thẩm. Thưa quý vị, trở lại cái thông tin liên quan tới cái vấn đề sách tiếng Việt lớp 1 không dạy chữ P. Điều đó thực hay hư? Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội Việt Nam, người ta quan tâm tới một chủ đề sau vấn đề Ukraine. Đó là việc sách tiếng Việt không dạy chữ P. Và người ta đặt câu hỏi, vậy những cái từ như bác bó thì đọc ra sao? Piano sẽ đọc như thế nào nếu không dạy chữ P? Thưa quý vị, thậm chí bức xúc vì sách tiếng Việt không dạy chữ P một cách độc lập, nhà giáo Đào Quốc Vịnh đã gửi thư nhỏ tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Nguyễn Kim Sơn, khẳng định đó là một sai sót không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, nhà giáo Đào Quốc Vịnh được biết là hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiến Thành, Hà Nội, đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Trong lá thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nhà giáo Đào Quốc Vịnh cho biết, theo phản hồi tới ông của chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống, sách có dạy chữ P, khi nó kết hợp với hát,
đọc thành PH và phát âm là P. Giải thích về cái việc chưa dạy chữ P, theo chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 cho biết, bởi vì chữ P đứng trước các nguyên âm rất ít những cái từ tiếng Việt có chữ P, mà nếu có chủ yếu là những cái từ nhập ngoại. Và thưa quý vị, qua tìm hiểu của chúng tôi, vấn đề đó là một cái vấn đề không đúng. Không đúng ở đây là sách tiếng Việt lớp 1 vẫn dạy chữ P. Vấn đề là ở 6 tuần đầu người ta chưa dạy chữ P mà thôi. Tại sao lại chưa dạy chữ P trong 6 tuần đầu mà phải sau đó người ta mới dạy? Và nếu quý vị biết rằng việc dạy chữ P cho những cái trẻ nhỏ lớp 1 nó phải tùy thuộc vào trình độ, khả năng và tâm lý của trẻ em, để trước khi người ta đưa chữ P vào dạy vào cái thời điểm nào, chứ không phải người ta không dạy chữ P. Kể cả nhà giáo Đào Quốc Vị đưa ra các ý kiến nó vẫn chưa chính xác. Và thưa quý vị, theo yêu cầu của quý số quý khán thính giả, có đề nghị KTV nói rõ cái điều này. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị bài viết của ông Bùi Mạnh Hùng, tổng chủ biên kiêm chủ biên sách tiếng Việt lớp 1, cái bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Ông Bùi Mạnh Hùng nói gì về cái việc dư luận xã hội đang bàn tán về cái việc sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 không dạy chữ P? Thưa quý vị, theo Bùi Mạnh Hùng khẳng định, bằng chữ cái trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, bộ Kết nối có đầy đủ 20 chữ, 9 chữ cái theo quy định của Bộ Giáo dục. Điều đó nó được thể hiện ở trang 12 tập 1, mà theo Bùi Mạnh Hùng, đây là một cái quy định cứng, không có bất kỳ một bộ sách giáo khoa nào dám thay đổi, và không có lý do gì để thay đổi cả. Thưa quý vị, lâu nay trên mạng xã hội Việt Nam nhiều khi nó có nảy ra những vấn đề tương tự, rồi người ta bàn thảo luận, thậm chí người ta đưa ra các ý kiến công kích rất gay gắt. Đáng chú ý là có nhiều trí thức người ta không tìm hiểu ngọn ngành mà người ta cũng a dô vào hùa. Đó là những thói xấu mà chúng ta cần phải sửa đổi. Trở lại cái phát biểu của ông Bùi Mạnh Hùng về cái vấn đề có dạy chữ P hay không. Theo đó, nhiều bài học trong cái bộ sách tập 1 này, học sinh lớp 1 được học và luyện viết chữ P qua các cái ngữ liệu như những cái từ đèn pin, cặp già, cá mập, lốp xe, tia chớp, bếp, bìm bịp, bút sen. Những cái điều đó đã được thể hiện ở trang 78, trang 118, trang 120, trang 124 của tập 1. Còn ở tập 2, theo Bùi Mạnh Hùng, trong các cái văn bản đọc thì số các chữ P không thể tính hết. Vì vậy, những ý kiến cho rằng sách tiếng Việt lớp 1, bộ Kết nối không dạy chữ P là hoàn toàn không có cơ sở. Theo Bùi Mạnh Hùng, vấn đề thứ hai là vấn đề dạy âm P, tức P, được ghi bằng hai chữ P như thế nào? Mà theo Bùi Mạnh Hùng, trong tiếng Việt, âm P nó xuất hiện chủ yếu ở cuối âm tiếp. Trong một số trường hợp, nó xuất hiện ở đầu âm tiếp. Nói về cái việc dạy âm P ở cuối âm tiết là một cái hiện tượng phổ biến đã được thể hiện qua loạt bài dạy văn như áp, áp, ấp ở trang 118, óp, ốp, ớp ở trang 120, ép, ép, ít, úp, trang 124. Và những cái từ lực ở trên như cặp già, cá mập, lốp xe, tia chớp, vân vân và vân vân. Theo Bùi Mạnh Hùng, điều đó nó chứng minh cho thấy sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bộ Kết nối có dạy âm P cuối và dạy nhiều. Vấn đề là, theo Bùi Mạnh Hùng, dư luận xã hội người ta không tìm hiểu kỹ và người ta đã hiểu nhầm về cái cách dạy khác nhau khi các thầy cô giáo dạy âm P cho học sinh lớp 1. Theo Bùi Mạnh Hùng cho hay, việc dạy âm đầu P, tất cả các bộ sách tiếng Việt phải đạt được một cái mục tiêu là sau khi học xong lớp 1, thì các cái học sinh có khả năng đọc được các cái từ như đèn pin, sapa, nậm pì, vân vân. Tuy nhiên, các cái bộ sách có thể những cái cách khác nhau. Về cái dạy thứ nhất, dạy âm đầu P tức âm P trong bài dạy PH tức một cái âm phờ. Trước khi học âm phờ thì các em đã được luyện đọc âm P, chứ không học âm P riêng rẽ và không có cái từ ứng dụng riêng cho âm đầu là P mà thôi. Một cái cách dạy thứ hai đó là có thể dạy âm P riêng và đưa ra những cái từ áp dụng như piano,
Pano để cho học sinh lớp 1 tập đọc và phát triển vốn từ. Và điều này đã được áp dụng trên cả nước trong 20 năm qua. Trong cuốn sách tiếng Việt mới nhất, Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại chọn cách dạy tiếng Nhật, đồng thời cũng là một cái sự lựa chọn kế thừa cách dạy của sách giáo khoa tiếng Việt từ năm 2000 tới nay. Theo Bùi Mạnh Hùng, âm P và âm F, tức PH, đều được học trong phần âm ở khoảng tuần thứ 5 hoặc thứ 6 của lớp 1. Và nếu như dạy âm P riêng, thì cần phải có những cái từ ứng dụng để cho học sinh tập đọc, tạo điều kiện phát triển vốn từ. Nhưng những cái từ này chỉ chứa các cái âm tiết mở, nghĩa là buộc phải dùng những cái từ như piano, pano, chứ không thể dùng các cái từ như sapa, nấp pì để cho học sinh học, với hai lý do. Tại cái tuần thứ 5, học sinh chưa được học âm ép trong từ sapa và vần âm trong nấp pì. Và mọi người cho rằng không dạy âm bờ, tại vì người ta không biết rằng sau tuần thứ 6 thì học sinh sẽ được tiếp tục học. Bởi vì học sinh lớp 1 mới đến trường mấy tuần mà phải đọc, phải viết, hiểu nghĩa những cái từ không quen thuộc như vậy là một cái điều khó khăn và không cần thiết. Và thưa quý vị, tóm lại, theo Bùi Mạnh Hùng, tiếng Việt lớp 1 bộ kết nối khó dạy chữ P, âm đầu âm cuối, P ghi bằng chữ P, và tất cả được dạy theo cách quen thuộc đối với các giáo viên tiểu học dạy lớp 1 trên cả nước trong 20 năm vừa qua. Thưa quý vị, ngay ban đầu, nghe những cái thông tin là trong bộ chữ cái Việt Nam bây giờ không có chữ P, thì tôi thắc mắc, vậy những cái âm P thì người ta sẽ đọc như thế nào? Và thưa quý vị, đã có những cái kết luận cho thấy đó là những cái đồn đại không xác thực do người ta không tìm hiểu kỹ. Và một cái vấn đề quan trọng chúng ta nên rút ra là phải lắng nghe các ý kiến chuyên gia thì để hiểu rõ nhiều hơn. Thưa quý vị, trở lại một cái nội dung phân tích và dự đoán tình hình Ukraine trong ngày qua và những ngày tới đây là sao. Như quý vị đã biết, cho tới thời điểm này, rõ ràng cuộc chiến Ukraine sẽ không lan rộng và nó sẽ chấm dứt trong vài chục giờ tới. Và đây chúng tôi phải khẳng định với quý vị rằng cuộc chiến tranh của Nga chiếm đánh Ukraine là một cái cuộc chiến tranh xâm lược, không thể biện minh bất kỳ một cái lý do nào. Tuy nhiên, thái độ thờ ơ của Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden và các cái đồng nhiệm ở Liên minh NATO là những vấn đề mà ban lãnh đạo Ukraine đã nhầm lẫn, bởi vì họ không hiểu rằng Hoa Kỳ và NATO không thể chịu đổ máu đối với Ukraine. Và càng hơn thế nữa, tức là Hoa Kỳ và NATO không bao giờ chịu đối đầu trực diện với Nga về mặt quân sự, bởi vì châu Âu còn có các nguồn lợi kinh tế không thể cắt đứt đối với mối quan hệ kinh tế với Nga. Đó là lý do Putin nắm rõ thực chất của vấn đề nên đã quyết định tiến đánh Ukraine mà không hề sợ bất kỳ một cái đòn trừng phạt nào về mặt quân sự. Còn đối với cái vấn đề trừng phạt kinh tế thì tính sao? Mà chúng tôi đã nói với quý vị, sự trừng phạt kinh tế thì nó chỉ đổ đầu lên người dân Nga sẽ lầm vào một cái cuộc sống đói khổ hơn mà thôi. Và thưa quý vị, nếu chúng ta hiểu rằng Putin trong vở kịch với Ukraine thực chất hiện thân là một cái gã chí phèo, Putin không còn gì để mất, bởi vì phải gây chiến tranh với Ukraine thì Putin mới có thể phục hồi được cái sự ủng hộ của người Nga đối với Putin. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rõ Putin hay bất kỳ một cái lãnh tụ của nước Nga nào cũng vậy, họ phải coi quyền lợi của họ lên hàng đầu. Và thậm chí Ukraine thuộc Nga, nó là một cái chủ trương xuyên suốt của nhà nước Nga, không chỉ cái thời từ sau năm 1991 mà trước đó cũng vậy. Thưa quý vị, theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vào năm 2008 trong một cái hội nghị của khối NATO, Putin đã nói với Tổng thống Mỹ ông Bush biết rằng Ukraine không phải là một quốc gia mà là một phần của Nga. Thậm chí trong một cái tiểu luận vào tháng 12 năm 2021 về sự thống nhất lịch sử của người Nga đối với Ukraine, Putin đã khẳng định Nga và Ukraine là một dân tộc, một nền văn hóa, một tôn giáo, một truyền thống lịch sử. Thậm chí Putin khẳng định
người Nga, người Ukraine và người Belarus đều là con cháu của Rus cổ đại và là một cái nhà nước lớn nhất châu Âu. Và thưa quý vị, cái việc ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Putin quyết định sử dụng biện pháp vũ lực chính thức tấn công Ukraine, mà Putin đã bắt cóc được các nhà lãnh đạo phương Tây cũng như Hoa Kỳ sẽ thờ ơ và bỏ rơi Ukraine. Và thưa quý vị, điều đó nó càng chứng tỏ cho chúng ta thấy cuộc chiến tranh bùng nổ ngày hôm qua nó là một cái hậu quả phát xuất từ các chính sách đối ngoại đối nội, không chỉ trong thời tổng thống Ukraine hiện tại, mà nó là những sai lầm xuyên suốt trong suốt 31 năm qua của các cái lãnh đạo chính phủ Ukraine, mà theo giới phân tích quốc tế đó là những cái kẻ bất tài và tham nhũng. Và chính sách an ninh của Nga trải qua nhiều thời kỳ, kể cả từ thời phong kiến trước đây rồi chuyển sang tới các nước cộng hòa, về căn bản nó đều giống nhau, đó là bất kỳ một cái triều đại nào thì nước Nga luôn luôn thiết lập và bảo vệ những cái vùng an ninh chung quanh biên giới. Và cái hiệp ước bí mật giữa Stalin và Hitler năm 1939 cũng không nằm ngoài những cái chiến lược vừa kể. Và thưa quý vị, đó là lý do theo giới phân tích cuộc chiến của Nga và Ukraine sẽ chấm dứt một cách nhanh chóng, không có một cái cuộc chiến tranh tổng lực tàn khốc, bởi vì những biểu hiện rõ ràng Hoa Kỳ và NATO sẽ tránh không đối đầu trực tiếp quân sự với Nga. Và vấn đề thứ hai, lực lượng quân đội của Ukraine rất yếu, không thể tái chiếm hai cái vùng đất ly khai. Một cái điều quan trọng hơn đó là nguyên nhân thứ ba, lòng người Ukraine rối ren và chia rẽ. Dẫu rằng những lực lượng ủng hộ thân phương Tây và NATO nhiều hơn, song chắc chắn một điều thưa quý vị, theo chúng tôi, Nga có thể đánh chiếm Ukraine chỉ trong một cái thời gian ngắn và sẽ không có các hành động đưa quân đồn trú vào Ukraine, mà Nga chỉ đưa cái lực lượng quân đội vào hai vùng ly khai mà Nga vừa công nhận là những cái nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng. Và điều này nó đã xảy ra từ trước tới nay, tức là sự hiện diện quân đội Nga ở những cái khu vực miền đông của Ukraine không phải là cái điều mới lạ. Và thưa quý vị, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền được thế giới công nhận, nhưng một cái vấn đề chúng ta phải thừa nhận đó là bi kịch của Ukraine có từ thời hậu Xô Viết, đặc biệt trong 20 năm gần đây, với cái sự giằng xé của các nước phương Đông và phương Tây đã khiến cho người dân Ukraine chia rẽ. Nội bộ chính trị thì bê bết, kinh tế Ukraine thì tụt hậu. Một cái điều đáng nói thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky đã quên một cái bài học cách đây 15 năm. Điều mà Putin lúc đó đã tuyên bố việc NATO tiến đến cửa ngõ nước Nga là một cái hành vi đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp. Thậm chí Putin coi đó là một cái làn ranh đỏ công khai yêu cầu Mỹ và đồng minh không được đụng vào Ukraine. Và thưa quý vị, đây là cái hệ quả của cái chính sách dân túy, khiến cho người dân Ukraine có một số lượng trên 50% người ta đã ủng hộ Zelensky, một tổng thống 44 tuổi. Tuy nhiên theo giới phân tích kinh tế, vốn Zelensky xuất thân từ một cái diễn viên hài được công chúng hâm mộ, song Zelensky là một tay gà mờ về chính trị. Zelensky đã lợi dụng chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao ở Ukraine, một cái chính sách bài Nga đã được nguyên lên trong cái điều kiện cử tri Ukraine đã chán ngấy các cái trò chơi chính trị của ban lãnh đạo trước đó, thực chất là những cái phe phái tham nhũng mà thôi. Đó là lý do tại sao Zelensky đã đắc cử vào năm 2019 sau khi thành lập một cái đảng có tên Đầy tớ Nhân dân. Một cái ngày thờ chính trị của Zelensky theo giới phân tích quốc tế đó là Zelensky đã quá tin rằng Ukraine sẽ được Hoa Kỳ và đồng minh bảo vệ. Tuy nhiên, trước ngày 24 tháng 2, Zelensky mới bừng tỉnh nhận ra những phản ứng của Hoa Kỳ và NATO rất yếu ớt, và Zelensky đã tỏ rõ sự tuyệt vọng. Điều đó là những cái điều mà trước đây Zelensky nghĩ rằng chỉ có Ukraine trở thành thành viên của NATO với cái sự bảo trợ của Hoa Kỳ thì họ mới thoát khỏi những cái đe dọa từ Putin. Thưa quý vị, điều đó không sai. Tuy nhiên, các cái cường quốc ở Tây Âu, cả Hoa Kỳ cũng vậy,
họ không nhìn những cái vấn đề như Zelensky nhìn, mà đơn giản NATO cũng như Hoa Kỳ không muốn làm phật lòng Putin. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, chính sách ngoại giao của NATO mà do Hoa Kỳ là người dẫn dắt đã sai lầm. Lẽ ra Hoa Kỳ và NATO phải có những thái độ thân thiện với Putin nhiều hơn để chia rẽ cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, một cái điều sẽ có lợi cho Hoa Kỳ trong hồ sơ Biển Đông. Bởi vì các quốc gia Tây Âu, người ta không thích chiến tranh, người ta lo ngại chiến tranh, bởi vì chiến tranh sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế và sự ổn định của họ. Và những lời phát biểu của các cái lãnh tụ các nước Tây Âu, ví dụ như mới đây, Tổng thống Pháp ông Macron đã nói tự do của Ukraine chính là tự do của chúng ta. Nó là những lời giả dối. Và thưa quý vị, trở lại cái trận chiến, cuộc xâm lược của nước Nga vào Ukraine. Và đó là quý vị đã thấy, quân đội Nga và Tổng thống Putin đang giành thế chủ động. Và tương lai trong những ngày tới đây, tình hình sẽ hạ nhiệt dần. Nhưng rõ ràng, các nước Cộng hòa ly khai Donetsk và Lugan, chắc chắn nó sẽ tách khỏi lãnh thổ Ukraine và một thời gian không xa nó sẽ được sáp nhập vào Liên Xô. Tuy nhiên thưa quý vị, một cái hệ quả để lại cho Tổng thống Nga và đất nước Nga không hề nhỏ. Sau tuyên bố đưa quân vào Ukraine của Putin, thị trường chứng khoán Nga rất lập tức giảm không phanh. Theo Bloomberg cho hay, thị trường chứng khoán đã giảm tới 45% trong vòng mấy tiếng đồng hồ và vốn hóa của thị trường chứng khoán của nước Nga đã giảm tương ứng khoảng 259 tỷ đô la. Chưa hết thưa quý vị, giá trị đồng rút của Nga cũng tụt dốc không phanh. Trong vài giờ đầu nó tụt dốc, mất giá tới 9,4%. Dù rằng Ngân hàng Trung ương Nga chưa phải can thiệp vào thị trường, nhưng cái vấn đề này chắc chắn sẽ xảy ra. Mà theo Bloomberg, khả năng rất lớn nước Nga phải sớm tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Và điều đó nó liên quan gì tới những cái thông tin cho rằng đa số người Nga ủng hộ cuộc chiến tranh của Putin? Và tại sao nếu ủng hộ thì thị trường chứng khoán và tiền tệ của Nga lại hoảng loạn như vậy? Thưa quý vị, tuy nhiên những phản ứng của Việt Nam là điều đáng chú ý hơn. Theo giới phân tích quốc tế, báo chí Việt Nam hình như đã đi chệch lối mòn vốn dĩ họ luôn luôn ủng hộ Nga khi viết về khủng hoảng ở Ukraine. Thưa quý vị, trong một cái bài phân tích của Đài Châu Tự Do cho hay, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine, thì Hà Nội, một cái đối tác thân cận nhất của Nga ở khu vực Đông Nam Á, tỏ ra hết sức thụ động. Ban lãnh đạo Hà Nội không đưa ra các cái bình luận mang tính thực chất nào, ngoài việc người ta để cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao đưa ra những lời kêu gọi đề nghị Ukraine và Nga kiềm chế, là một cái bài bản cũ xem lại. Trong khi đó, báo chí Việt Nam lại đưa tin rất chi tiết về cái cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một cái điều đáng ngạc nhiên theo giới phân tích là Hà Nội không đưa tin với một thái độ thiên vị Nga thông thường trước đây. Một cái điều mà chúng ta còn nhớ là năm 2014, trong các phong trào biểu tình làm rung chuyển Ukraine, vào cái thời điểm đó báo chí nhà nước đổ lỗi cho phương Tây, coi đó cái cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine xuất phát từ phương Tây mà chủ yếu là do Hoa Kỳ tạo ra, trong cái việc NATO muốn mở rộng đưa Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Vậy mà thưa quý vị, sau 8 năm, bức tranh đó theo giới phân tích quốc tế nó không giống như vừa kể. Cụ thể, báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong ngày hôm qua đã đưa thông tin về lập luận của cả hai bên, đặc biệt đưa tin về cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba vừa qua. Báo Nhân Dân không chỉ dẫn các lời của đại diện Nga của Trung Quốc, mà người ta còn trích dẫn phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cũng như tuyên bố của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Trong khi đó, tin tức tờ báo điện tử chính của Thông tấn xã Việt Nam, mặc dù dành nhiều chỗ hơn thường lệ cho các cái thông tin về Nga trong cái cuộc khủng hoảng, nhưng họ cũng đưa thêm các cái thông tin về việc phương Tây lên án sự công nhận của Tổng thống Nga đối với hai khu vực ly khai, cũng như các cái lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Mạc Tư Khoa. Thậm chí, Thông tấn xã Việt Nam còn có một cái bài bình luận đưa ra những cái lời lẽ cho rằng hành động của ông Putin đã hủy hoại kỳ vọng về những giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Thưa quý vị, đó là những cái điều đặc biệt. Điều đó nó có liên quan gì
tới cái xu hướng ngả sang Mỹ của ban lãnh đạo Hà Nội trong thời gian gần đây hay không. Bởi vì nhiều quý vị đã biết quan hệ Việt Nam-Nga nó có một cái lịch sử khá dài, và Liên Xô trước đây là những cái quốc gia đầu tiên công nhận quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào năm 1950. Đồng thời Nga từ trước đến nay luôn luôn là một cái đối tác chiến lược của Việt Nam hàng đầu, và là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện duy nhất của Việt Nam bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ. Một cái điều đáng kể hơn, Nga làm cái đối tác cung cấp viện trợ lớn nhất cho Hà Nội trong nhiều năm chiến tranh, cho đến tận khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ. Tuy vậy, cho đến nay, Nga vẫn làm cái đối tác quốc phòng quan trọng nhất của Việt Nam, đồng thời là nhà cung cấp vũ khí thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Việt Nam. Và thưa quý vị, xuất phát từ những cái điều vừa kể để cho thấy những vấn đề ban lãnh đạo Hà Nội chỉ trích Nga và cái chính sách đối ngoại của Putin, đặc biệt khi nó không liên quan trực tiếp tới Việt Nam, là một cái điều hiếm xảy ra. Trong khi Việt Nam không có báo chí tư nhân, hầu hết các cái báo chí trong nước tuân thủ nghiêm ngặt các cái chỉ đạo của tổng biên tập duy nhất, đó là Ban Tuyên giáo Trung ương, một cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, những cái tuyên bố của chính quyền Hà Nội đưa ra như vậy về cái cuộc xung đột ở Ukraine, nó là những lời cảnh báo về mối nguy của Trung Quốc. Theo đó, với cái lời kêu gọi quen thuộc của bà Lê Thu Hằng yêu cầu các bên kiềm chế và giải quyết các cái bất đồng một cách có hòa bình, là một cái vấn đề chung chung mang tính chất đu dây mà thôi. Tuy nhiên, các cái cuộc thảo luận về tình hình Ukraine ở trên các diễn đàn mạng xã hội Facebook là một cái điều đặc biệt. Sự quan tâm của cư dân mạng Việt Nam đối với cái vấn đề Ukraine được tập trung chú ý nhiều hơn, nó không phải vì ở Ukraine có cộng đồng người Việt khoảng 6-7 nghìn người, mà nó xuất phát từ mối lo Trung Quốc sẽ nhân cơ hội để tiến đánh Việt Nam. Nhớ rằng mối quan hệ huynh đệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những nghi ngờ, thậm chí là kình địch, đặc biệt trong cái vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Và thưa quý vị, theo cựu đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, một nhà phân tích chính trị của Bộ Ngoại giao cho hay, châu Á, đặc biệt là Việt Nam, phải cẩn thận với Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đã bắt tay với Nga và trật tự thế giới mới đã được hình thành, và vai trò của Hoa Kỳ đã giảm sút. Và thưa quý vị, đặc biệt đã cho tự do cho hay, một nhà phân tích khác từ Việt Nam đề nghị giấu danh tính, bởi vì ông này có những mối liên quan với tới chính phủ Việt Nam và ông không được phép trả lời báo chí. Tuy nhiên, ông này khẳng định Hoa Kỳ đã mắc một cái sai lầm chiến lược. Theo đó, dường như Mỹ đã quên rằng một cái đối thủ cạnh tranh thực sự của họ phải là Trung Quốc, chứ không phải là Nga. Lẽ ra, Washington phải biết hòa hoãn với Nga để chia rẽ với Trung Quốc, chứ không, Hoa Kỳ sẽ phải chiến đấu trên hai mặt trận ở Ukraine và Biển Đông cùng một lúc, thì thất bại của Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông là một cái điều chắc chắn. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.